Chụp nhá, chụp anh nhá. Hơn mét. Hôm nay là để mua kiện nghiệm thu và bình ổn chống cháy. Anh ạ, có hơn 100 lít dầu mà cái này một cháy kho xăng dầu rồi. Không thể chịu. Cháy tàu chở xăng A92 tàu này mới cuối năm 2018 giờ cháy mấy trăm khối, 600 khối nó cháy mũi tàu lại nó cuồn cuộn rồi. Tức là cháy xăng thì nó không khói, khói nó ít nó hơn như này nhưng mà lửa của nó không phải. Cái này chủ yếu là cháy mũi tàu. Nó ở ngay đầu ấy. Cái cảng mà truyền tải của K99 đấy. À. Từ cái cảng mà nó neo K99 gần chỗ Hải Linh á. K99 ngay bên cạnh đằng sau cái chỗ hải đoàn của 8 phần sắt rồi. À. Alo, anh à. À thế à. Anh có địa chỉ Gmail không? À. Đổ hết nước rồi. Dạ vâng vâng. Vâng vâng. Còn kiếm cái cây dài ấy. Cái sao? Bắt hoặc là lấy lẻo ở dưới nước. Cái sông nước dội. Khoan khoan. Cái này quay cả cảnh. Nó sẽ làm thành cái này đấy, phải cho chúng ta đi chơi.